Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Buzi Auto. Buzi Auto chuyên bán các cái dòng xe bán tải tại Việt Nam. Và nói thật các bác là xe gì em cũng bán, cứ có tiền thì em bán hết. Vâng, Nissan Lavena sản xuất năm 2019, bản nhập Thái các bác nhá. Một chiếc xe bán tải mới được về cửa hàng. Và đặc biệt con này có màu xanh Caravan rất là đẹp luôn. Nissan Navara 2019, một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Dòng xe Nissan thì các bác biết rồi, đây là một dòng xe rất là bền lành với động cơ khỏe bền và rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đặc biệt là Navara là một chiếc xe máy dầu với động cơ máy dầu chỉ có 2.5 thôi, sử dụng công nghệ DTTI. Và con này thì có cái nén khí là turbo nhé các bác nhé, nên là đầu vào của xe thì khá là ngon, máy rất là êm và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này chỉ rơi vào tầm khoảng 6 lít rưỡi dầu trên 100 km. Và đây cũng là một dòng xe bán tải mà được rất nhiều người ưa chuộng luôn. Một chiếc xe 2019 đến bây giờ là đang tính ra được còn chưa được 3 năm. Thế nhưng mà chất của xe thì còn như là mới luôn. Và đây là một chiếc xe bản L với số tự động một cầu, dẫn động cầu sau, khỏe. Và con này rất thích hợp cho những ai mà chạy đường trong nội đô, hoặc là các bác chạy đường trường mà các bác không phải leo đồi leo núi nhiều, không đi những cái đường trơn trượt đấy, thì đây là một chiếc xe tuyệt vời cho các bác. Bản L nhé các bác nhá, chứ không phải bản VL đâu ạ. Vâng. Với chất máy thì còn zin, máy xe thì cứng cáp và gầm bệ thì khỏi phải chê. 4 quả lốp Dolo Bridgestone chuyên dành cho những dòng xe bán tải. Và con này thì thưa các bác là các bác có thể nhìn ạ. Vâng, từ sắt xi cho đến sơn xi tôn vỏ của xe thì đều còn rất là đẹp. Và bao cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng, tai nạn ngập nước nhá. Một dòng xe bán tải được rất nhiều người ưa chuộng. Và đây là con đời 2019. Vâng, dòng Navara là dòng xe bán tải được Nissan định hình tại phân khúc tại Thái Lan. Và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc. Và con này thì thưa quý vị các bạn là zin nguyên cả xe. Thế nên là các bác về chỉ nói thật, các bác chỉ về bàn giá thôi. Và chiếc xe này thì có cam hành trình, cam lùi đầy đủ, có cảm biến phía trước, cảm biến phía sau đầy đủ cho các bác luôn. Đi rất là an toàn và yên tâm. Và cái giá của chiếc xe này thì em đang bán với cái giá chỉ có 565 triệu đồng thôi ạ. Chỉ 565 triệu đồng nhá. Con này đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2022. Và lăn bánh thì xe lăn bánh được cũng khá nhiều, gần 6 vạn rồi. Thế nhưng mà chất của xe thì còn gần như là mới luôn. Dòng xe bán tải thì nói cho các bác là chủ yếu là độ chất của xe đến thời điểm hiện tại nó như thế nào thôi. Còn đâu là về form dáng thì các bác biết. Vâng, dòng Navara là một dòng xe cũng được khá là nhiều người mua. Và ví dụ như là của Ford thì có Ranger, Nissan thì có Navara. Rồi xe của Toyota thì có Hilux. Xe của Mazda thì có BT50. Đấy, xe của Navara thì nó cũng khá là cứng. Và đây con nắp con này thì đã có nắp thùng nổi rồi các bác nhá. Vâng, các bác về chỉ có việc đi thôi. Xe trước là của một cửa hàng chuyên mua bán trao đổi xe máy. Và bây giờ thì bác ấy lên đời cho xe khác thì bác ấy đã để lại chiếc xe này cho bên em Vũ Di Ô Tô. Vâng, ta sẽ đi chi tiết từng phần để các bác cùng xem và đánh giá chiếc xe này. Con này thì đã được độ cái màn hình khá là to. Vâng, ngon lành quá tuyệt vời luôn. Đầu tiên là các bác nhìn logo đấy ạ. Vâng, logo nổi bật, mặt mạ chrome cực kỳ sáng bóng. Và kiểu dáng form dáng của xe thì rất là cứng cáp luôn. Vuông vắn sắc cạnh, xe biển 89C19713 là biển số ở tỉnh Hưng Yên nữa các bác nhá. Và chiếc xe này sang tên bấm biển thoải mái luôn. Phía đằng trước của xe thì có các cái cảm biến phía đằng trước, nên là các bác đi mà vào những cái chỗ chật hẹp thì các bác rất là yên tâm, không phải sợ lò va chạm. Cản trước xe thì đồng đều, sơn sét nét và không có lỗi lầm. Đấy, còn hệ thống đèn gầm cũng như là đèn pha của xe thì đều là đèn zin nguyên bản và sử dụng bóng công suất vừa phải, không gây chói mắt người đằng trước. Bầu đèn thiết kế rất là nét luôn, sáng bóng và đều là đèn zin. Đấy, mạ chrome phải nói các bác nhìn ạ. Vâng, mạ chrome quá sáng luôn. Đấy. Thế còn phần đồng sơn thì đồng sơn tỷ lệ con này sơn zin 85% các bác nhá. Chảy xước và có và tỉa toát thì chắc chắn là có rồi. Cái này thì không tránh khỏi đâu ạ. Vâng. Đấy, cabo tôn mỏng te luôn. Thế còn phần sơn sườn đây các bác nhìn này, sơn sườn đồng đều, không có lượn sóng nhá. Sơn xi đẹp. Chiếc xe này thì sử dụng 4 quả lốp, bây giờ 2 quả lốp trước thì là sử dụng lốp Dunlop AT20 Grand Check. Và cái lốp này là lốp 225 70 vành 16, la răng 16 inch là 6 chấu. Và la răng này là la răng của hãng.
hơi nhỏ một chút so với cái dòng xe của bên Ford Ranger. Ranger thì nó tàu toàn chơi 17 với 18 thôi, còn cái dòng Navara thì nó dù sử dụng la răng nhỏ nhưng mà lốp rất to. Thì cái xe này lốp này là nó sử dụng lốp 2020 nhá các bác nhá. 2020. Vâng. Có nghĩa là đã thay dàn rồi. Cái này thì bình thường thôi. Không vấn đề gì. Vâng. Cứ lốp láp đẹp là được. Bác chủ bác ấy bảo là cái lốp của theo xe đấy đi nó không sướng, nó không êm. Cái độ đầm nó không có nên là bác ấy đã thay. Đấy. Thế còn cái sắt xi đẹp này, thẳng căng luôn này. Đấy các bác nhìn chất của xe đấy, trong xe này. Đấy, tất cả các cái cua lốp vè móp của xe thì vẫn còn nét luôn nhá. Vâng, con này thì máy số zin nên các bác cứ yên tâm. Lốp đằng sau thì là sử dụng lốp Dueller Bridgestone, lốp 2020. Đây các bác nhìn này. Đấy, xe lốp dày dặn luôn. À. Vâng, xe cứng. Vâng, em cũng không hiểu là làm sao mà cái dàn lốp này lại thay. Nhưng mà thưa các bác, thay không phải là vì lỗi lầm mà là thay vì là bác chủ bác ấy bảo là cái chất của cái lốp của hãng ấy đi nó không sướng vào những cái lốp này nên là bác ấy thay. Vì bác ấy hay chở đồ, cái thùng này vậy thôi, xe bán tải này vậy nhưng bác ấy toàn chở xe máy thôi. Thế đâm ra là tất cả lốp biết các thứ là bác ấy làm cho nó đi cho nó ngon. Còn gầm xe thì các bác nhìn này, gầm xe đây. Đấy, gầm xe sáng láng luôn. Sắt xi đẹp, thẳng căng nhá. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, chất gầm thì khỏi phải chê. À tôn này. Mỏng te, tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng cho các bác. Và cửa này mở ra này, tapi sạch. Nội thất bên trong thì sử dụng tông màu là kem nhá các bác nhá, tông màu kem sáng. Đấy, pha thêm cả da đỏ này. Rồi da màu kem tối một chút. Và con này thì nói chung là pha trộn màu rất là đều, đồng đều luôn. Đấy, đặc trưng của Navara. Dòng ghế với thiết kế màu cam pha kết hợp với da màu kem. Thì hai cái này nó kết hợp vào với nhau thì trông nó rất là nuột. Và cái không gian này trông nó cũng rất là sáng, sang trọng. Đấy. Tapi thì là sử dụng tông màu ghi xám. Và đây, tablo đẹp sạch sẽ vô cùng. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Và chiếc xe này có túi khí cho người lái này. Và túi khí người ngồi bên cạnh nhá. Đặc biệt là con này thì có màn hình rất là to. Màn hình ZTEC. Vâng, màn hình này đến 10 inch. Tha hồ cho các bác giải trí luôn. Định vị dẫn đường. Đồng hồ hiển thị của chiếc xe là 5,9 vạn. Đấy, gần 6 vạn rồi. Vô lăng còn nguyên. Và sờ ít này. Con này thì 2019 người ta đi gần như là mới rồi. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, đồng hồ gần như mới luôn. 6 vạn. Chuẩn chỉ luôn. Đấy. À, các cái chức năng thì rất là đơn giản thôi. Điều hòa chỉnh cơ. Đấy, bấm nút tự động này. Và đặc biệt là dưới này, cần số thì rất là bóng lộn luôn, mới tinh. Xe thì gần như là mới mà. Vâng, 2019 đi 6 vạn thì thực sự là cũng phải là nói là đi cũng tương đối ạ. Thế nhưng mà đấy, có sao báo vậy. Keo chỉ này. Đấy, các bác nhìn nhá. Keo chỉ đồng đều zin. Xe thì đảm bảo bao cam kết cho bác là không có đâm đụng nhá. Vâng. Và các bác có thể nhìn thấy là cái sàn của xe là sử dụng sàn 6D, 5D, 5D, sàn 5D và có lót cao su. Đấy, sàn 5D. Còn nếu mà 6D thì là nó sẽ sử dụng cái sàn xoắn. Và trên thì cũng đã được bọc trần 5D rồi. Đấy các bác nhìn này, trần da rất là đẹp. Và phần phía cửa sau keo chỉ zin nữa các bác nhá. Đây, keo chỉ zin đét luôn các bác này. Đấy, và nội thất phía đằng sau thì cũng rất là rộng rãi. Với cái hàng ghế thứ hai thì cũng đều là sử dụng da pha cam kết hợp với màu kem. Đấy, trần rộng và đặc biệt là cái hàng ghế cũng rất là thoải mái để chân cho người ngồi sau. Và dòng này thì nó đặc biệt là hơn là có cả cửa gió điều hòa cho vùng phía sau cho các bác nhé. Nên là các bác đi đường trường thì rất là yên tâm, không phải lo nóng bức. Vâng, đấy, rất là tiện lợi luôn. Thế còn nắp thùng của chiếc xe thì là sử dụng lắp thùng đặc trưng từ hãng luôn. Và con này thì lắp thùng đi theo. Đấy, lắp thùng của Navara. Và các bác có thể nhìn phía đằng sau cản này, cảm biến phía đằng sau đây rất nhiều luôn. Thế nên là các bác khi mà các bác lùi thì càng yên tâm hơn. Đấy, cảm biến này, rồi các cái phần vè ốp sau này. Đấy, ba bô lê sau này. Và đặc biệt đây các bác nhìn này. Đấy, camera lùi cho các bác luôn nhá. Và biển số này. Đấy, các bác nhìn là biết là xe nó có đi nhiều hay ít. Hệ dẫn động cầu sau. Đấy, cầu gầm của xe thì cực kỳ cứng cáp và có hệ thống hỗ trợ chống lật luôn. Đấy, các bác nhìn rằng ngang rằng chéo của nó xe này. Đấy, rồi lốp sơ cua. Lốp này thì hạ rồi nhá. Vâng, lốp sơ cua này hạ rồi. Tôi bảo làm sao hạ hay không. Con này thì thực sự là chủ người ta đi cũng nhiều đó, không ít đâu. Thế nhưng mà chất của xe thì nói cho các bác là như cũng được.
được, đánh giá cũng ok với cái tầm tiền như này đấy, chỉ loanh quanh từ 5 đồng đến 6 đồng đấy. Nắp thùng này, úi xa, con này có quả nắp thùng hơi được của nó đấy. Đây các bác nhìn này đấy, và các bác nhìn này đấy, úi xa. Đấy, thùng rất là chắc chắn luôn. Và kia là cái lót sàn của hàng ghế trên đấy các bác nhá. Thì đấy, chủ người ta để nguyên thế thôi, em vừa về chưa làm gì. Đấy, nắp thùng Nissan. Và các cái chi tiết này của nó đều là mạ bằng hàng lốc luôn, rất là cứng cáp và chắc chắn. Đấy, đinh hàn đinh ốc còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn đấy ạ. Vâng, gầm sàn đây, mép thùng sau này. Đấy, các bác chỉ cần nhìn này là các bác biết là chỉ của nó zin và không có đâm đụng. Đấy, đảm bảo cam kết cho các bác nhá. Đây về lại như thế này. Đấy, chỉ zin rất là đều và đẹp luôn. Xe cứng không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy, các chi tiết của xe cực kỳ cứng cáp. Đấy, sàn thùng thì đẹp sạch sẽ. Và con này thì trước thì chỉ có chở xe máy thôi. Vâng, đi buôn xe máy mà, cửa hàng xe máy nên là chỉ có chở xe máy thôi. Đấy, thùng rất là cứng. Đấy, rộng rãi. Và cái thùng này thì các bác có thể chứa được khoảng tầm khoảng 2 khối đồ, cũng như nếu mà để xe máy thì được khoảng 2 chiếc. Đấy, đèn hậu rồi. Đèn hậu đây các bác nhìn này. Đấy, đèn hậu zin. Và con này thì được mua tại Nissan Phạm Văn Đồng nha các bác nhá, mua tại đại lý của Nissan trên Hà Nội luôn. Đấy, rất là cứng. Một chủ từ mới, biển Hưng Yên, 89C1797 13. Lốp bên này thì là sử dụng lốp Duro Briton. Vâng, lốp dày dặn và lốp 2020. Đấy, sắt xi này, các bác nhìn này. Sắt xi đen xì. Con này thì các bác yên tâm. Đấy, chung về chất thì khỏi về bàn. Vâng. Còn về các cái trang thiết bị của cái dòng Navara thì nó tương đối thôi. Nó không thực sự là xuất sắc như các cái dòng xe bán tải như Ranger. Đấy, hay như hiện đại như là BT. Nhưng mà con này thì được cái là chủ người ta độ đã nhiều, và đặc biệt là có màn hình giải trí cam lùi cam hành trình có hết rồi. Đấy, sắt xi cầm cầu thì rất là đẹp luôn, sạch sẽ nhá, bậc để chân này chắc chắn. Đấy, nội thất nhìn từ bên này sang đấy các bác nhìn này, cũng rất là mới, và các cái chi tiết của xe thì tươi sáng. Đấy, rộng rãi, nội thất màu kem sạch sẽ và cũng rất là thoáng đãng luôn. Đấy, nó không màu tối như các cái dòng của BT hay là Ranger. Đấy, keo chỉ thì zin, khỏi phải bàn. Vâng, tapi đẹp luôn, kính điện 4 cánh. Đấy, nâng kính hạ chỉnh điện đầy đủ. Đấy, bản này còn zin nguyên, chưa hề tháo ra ốc. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, bên này này. Đấy, các bác nhìn nữa, sim giữa các thứ lắp hết đây này, đầy đủ đồ nghe. Đấy, cốc để nước này, túi khí an toàn thì ngay trên này nhá các bác nhá, túi khí an toàn cho xe thì ngay ở trên này thôi. Và đặc biệt là con này có màn ZTEC. Vâng, ta sẽ cùng đi sang bên đấy để xem. Đây, tem nhãn của xe này, sản xuất tháng 3 năm 2019 nhé các bác nhá. Đấy, rất rõ ràng, tem nhãn chữ nghĩa đầy đủ. Đấy, và chưa hề có ra một tí nào luôn. Xe cực kỳ cứng luôn. Đấy, lốp bên này sử dụng một đôi đun lốp này. Đấy, lốp lắp dày 2020, lốp dày khự luôn. Đấy, các bác hỏi sao người ta lại đi nhiều vậy. Vâng, vì là đây là chiếc xe này là của bác chở chuyên mua bán xe máy nên là bác cứ đi suốt ngày, thì cái này nó cũng bình thường thôi, không có gì. Và mới lại bên em thì có sao báo vậy, mình cũng không có gì phải giấu giếm cả. Đấy, xe đẹp mình bảo đẹp, mà xe xấu thì bảo xấu, mà con này thì đẹp thật. Các bác nhìn này, đấy người ta đi như thế này và giữ gìn rất là cẩn thận luôn, nên là cái vô lăng nó cực kỳ đẹp luôn, như mới nhá. Đấy, em sẽ mở cái màn hình nha. Đấy các bác, màn hình rất là hiện đại với nhiều chức năng. À, cái màn này tổng thể của nó cũng rất là nhiều tiền đấy ạ. Và có cam lùi cam hành trình hết. À, à, số lùi này, cam lùi đấy, cam lùi cho các bác nhá. À, rất là dễ dàng sử dụng. À, và ta sẽ khởi động cái động cơ con này lên để cho các bác cùng xem thế nào. Cái này thì các bác về lắp sim vào thì nó mới hoạt động bình thường nha các bác nhá. Và còn các bác thích thì em sẽ khuyến mại cho các bác cái sim. Và đấy, để cái lên ngay, động cơ máy dầu 2.5. Con này máy rất là êm và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Đây các bác nhìn này, hai cái cảm biến phía trước và phía sau này hiển thị rất là tiện lợi cho các bác. Đấy, các bác nào mà đi vào những cái chỗ chật là mình sẽ sử dụng những cái cảm biến đấy để nó yên tâm hơn.
không bị va chạm xe, đỡ phải mất tiền sơn sửa nhiều. Đấy, úi giời, quàng máy thì quá sạch sẽ rồi. À, chống capo bên này. À, các bác ơi, chiếc xe này sử dụng động cơ máy dầu 2.5 của Nissan. Máy thì zin nhá, máy số zin luôn. Đấy, máy dầu zin. Các bác nhìn này, zin từng con ốc luôn này. Máy dầu rất zin. Và con này thì máy có turbo rất là to. Đấy, các bác nhìn này, turbo kép. Đấy, đây này, đấy, turbo đấy ạ. Và nén khí đầu vào, nạp về để tăng cái moment cho xe và tăng cái công suất lên cho chiếc xe này. Đấy. Và còn bên này thì tất cả các cái phần đầu sườn đây các bác nhìn này, hai đèn rất đẹp luôn, hai sườn ngang rồi sườn trước. Đấy, không có lỗi lầm, bao cam kết cho các bác là không có lỗi lầm nhá. Vâng, và những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho Phúc Duy Auto. Đấy, và số điện thoại đây, ốc zin này, 1 0869 158926 nhá. Vâng, con này thì vừa về chiều hôm qua và hôm nay thì em mới có thời gian review cho các bác. Động cơ máy số zin, bao cam kết cho các bác là zin, không cần phải trình bày nhiều. Đấy, để các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì cứ đến báo chất cho các bác thôi, test hãng thoải mái cho các bác nhá. Đấy, nghe cái tiếng tôn nó hạ nó cũng đã sướng rồi. Vâng, một chiếc xe rất là chất luôn, máy gầm ngon, kiểu dáng thì cũng rất là đẹp. Và với cái tầm tiền chỉ có 565 triệu đồng người các bác nhé. Những ai quan tâm đến mẫu xe Nhật Bản nhập khẩu Thái Lan này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto. Một mẫu bán tải cũng được rất nhiều người tìm kiếm và ưa chuộng cái dòng xe này. Vâng, một chiếc bán tải Nissan Navara L sản xuất năm 2019, lăn bánh được 3 năm, đi thì được 6 vạn và nói chung là máy gầm đại chất, khỏi phải chê. Đấy, xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe tuyệt vời, đi vừa an toàn cho mình, lại tiện lợi cho công việc, và nó phát sinh ra được nhiều tài sản hơn cho các bác. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.